Thưa quý vị, theo Bộ Y tế, đến nay, Tổ chức Y tế Thế giới WHO vẫn coi COVID-19 trong tình trạng đại dịch và quan ngại tiếp tục có các biến thể không lường trước được của virus SARS-CoV-2. Trong nước, tuy tỷ lệ bệnh nặng, tử vong đã giảm nhiều, nhưng vẫn có trên dưới 100.000 ca mỗi ngày, cao hơn hầu hết các bệnh truyền nhiễm có số tử vong cao hàng đầu tại Việt Nam. Đặc biệt, tỷ lệ mắc COVID-19 chưa ổn định và có sự khác biệt rất lớn giữa các địa phương. Với những vấn đề còn tồn tại, Bộ Y tế khẳng định Việt Nam chưa nên coi dịch bệnh COVID-19 là bệnh đặc hữu và tiếp tục phối hợp chặt chẽ với WHO cũng như các tổ chức quốc tế, quốc gia khác, cũng như sự cập nhật sự biến đổi của virus SARS-CoV-2 để có thể tham mưu Thủ tướng Chính phủ quyết định coi bệnh COVID-19 là bệnh đặc hữu khi thời điểm thích hợp. Ngày 5 tháng 3, Bộ Y tế đã có đề xuất với Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 về việc cho F0, F1 đi làm trong thời gian cách ly. Theo đề xuất của Bộ Y tế, người nhiễm SARS-CoV-2 không có triệu chứng đang trong thời gian cách ly, nếu tự nguyện tham gia làm việc, thì các đơn vị địa phương có thể xem xét bố trí thực hiện các công việc trực tuyến, không tiếp xúc trực tiếp với người xung quanh, phù hợp với nhiệm vụ được giao, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và thực hiện nghiêm thông điệp 5K. Được phép di chuyển bằng phương tiện cá nhân đi thẳng từ nơi cách ly đến khu vực làm việc được bố trí sẵn và ngược lại. Những trường hợp F1 nhưng chưa tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 hoặc chưa tiêm vaccine phòng COVID-19 tham gia làm việc cần bảo đảm các yêu cầu sau: được phép tham gia các công việc cấp bách của đơn vị địa phương mình thông qua các hình thức làm việc trực tuyến hoặc trực tiếp. Trong trường hợp làm việc trực tiếp, cơ sở làm việc phải bố trí, thiết lập khu vực làm việc dành riêng cho các trường hợp là F1, bảo đảm khoảng cách làm việc, không tập trung đông người và thoáng khí để giảm nguy cơ lây nhiễm. Được phép di chuyển bằng phương tiện cá nhân đi thẳng từ nơi ở cách ly đến khu làm việc được bố trí sẵn và ngược lại. Trong quá trình di chuyển không được tiếp xúc với người xung quanh, thực hiện nghiêm thông điệp 5K, thực hiện xét nghiệm virus SARS-CoV-2 bằng phương pháp PCR hoặc phát hiện kháng nguyên vào ngày thứ 5 kể từ ngày phơi nhiễm cuối cùng hoặc ngay sau khi có dấu hiệu bất thường về sức khỏe. Thưa quý vị, từ 12 giờ trưa nay, các nhà hàng ăn uống, quán cà phê, các dịch vụ trong trung tâm thương mại, siêu thị, chợ dân sinh, các cơ sở làm đẹp tại Lào Cai được phép hoạt động, nhưng phải bảo đảm các quy định về phòng chống dịch COVID-19. Theo công văn số 826 ngày 5 tháng 3 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai, tình hình dịch COVID-19 bước đầu đã được kiểm soát trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai chỉ đạo các xã, phường, thị trấn có dịch ở cấp độ 3-4, tiếp tục nghiêm cấm các hoạt động kinh doanh trên vỉa hè. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm cao như vũ trường, quán bar, karaoke, massage, internet tiếp tục tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch COVID-19 cho đến khi dịch giảm về cấp độ 1-2. Sau đây là thông tin cập nhật về số ca nhiễm COVID-19 mới tại nước ta. Thưa quý vị, theo Bộ Y tế, trong 24 giờ qua, tính tới 16 giờ ngày hôm nay 6 tháng 3, toàn quốc vẫn ghi nhận nhiều ca nhiễm COVID-19 mới. Thông tin chi tiết sẽ có ngay sau đây. Tính từ 16 giờ ngày 5 tháng 3 đến 16 giờ ngày 6 tháng 3, Việt Nam ghi nhận thêm 142.136 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 8 ca nhập cảnh và 142.128 ca ghi nhận trong nước. Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thông báo bổ sung 87 ca tử vong do COVID-19, hiện tổng số ca tử vong là 40.813 ca. Trong ngày có thêm 65.445 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Như vậy, tổng số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam hiện là 4.434.700 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi là 2.681.447 ca.